Vậy không biết là nghệ sĩ Thùy Anh khi mà phát hiện ra mình bị bệnh cúm thì thường bạn sẽ dựa trên những cái biểu hiện như thế nào, bạn thấy cơ thể mình có những cái phản ứng ra sao? Trước tiên là chị Anh cảm thấy trong người mệt mỏi này, đau đầu, hắt hơi sổ mũi, đau họng nữa và cảm thấy hơi sốt nhẹ nữa. Vâng, đó là những biểu hiện rất là thường thấy đối với những người bệnh cúm, mà ngay cả các chuyên gia y tế của chúng ta cũng đã có nhấn mạnh về những biểu hiện này rồi. Biểu hiện và con đường lây của cúm. Các biểu hiện của cúm như sốt, đau đầu, mệt mỏi toàn thân. Các biểu hiện viêm đường hô hấp như đau họng, chảy nước mũi, ho, tức ngực. Cúm dễ lây từ người bệnh sang người lành khi nói chuyện hắt hơi, ho hoặc giao tiếp xúc với các chất tiết qua tay lên mũi, miệng và mắt.